Chào các bạn, sau đây tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn quý khách cách sử dụng hướng dẫn các quý khách cách sử dụng và lắp đặt máy jack cắt 10 của Puma. Khi các bạn nhận máy thì đầu tiên các bạn lưu ý là sẽ làm theo các quy trình như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ cắm điện. Sau khi các bạn cắm điện vào thì các bạn lưu ý là khi đã được kết nối với điện thì đèn báo tín hiệu sẽ nháy màu đỏ. Việc nháy màu đỏ này có nghĩa rằng là máy đã báo cho chúng ta rằng là cũng là thiếu một cái nắp bảo vệ. Cái nắp bảo vệ này nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là khi các bạn đẩy cái nắp bảo vệ vệ lên thì là khi mà dao chạy nó sẽ không bị cắp vào tay hoặc là xảy ra những cái sự cố không mong muốn. Cái trường hợp thứ hai ấy, là cái tác dụng thứ hai ấy, thì là ở đây có thể có quý khách hơi khó nhìn, nhưng mà nó ở cái phía này nó có một cái nút khởi động, nó có một cái rơ le ở vị trí này. Thì chúng ta khi mà đặt cái nắp bảo vệ lên thì các bạn lưu ý nó có bốn cái chân, các bạn đặt vào bốn cái chân tương ứng, không được trượt bất cứ một cái nào. Nếu mà các bạn bỏ sót thì đèn nó sẽ vẫn nháy màu đỏ như này là chưa được. Thế sau khi mà các bạn đặt đúng vị trí rồi, các bạn đặt nó xuống thì các bạn thấy là đèn chuyển sang màu xanh. Thì trường hợp như thế này là coi như là máy đã kích hoạt cắt tự động. Nhưng hiện tại là chưa có băng keo. Sau đây tôi sẽ lắp băng keo cho các bạn. Để mà lắp băng keo thì điều đầu tiên thì chúng ta, cái model này khá giống với các táo của Puma. Ở đây nó có một cái chốt màu đen ấy, các bạn kéo nó ra. Các bạn kéo ấy, các bạn lưu ý thì là nó có một cái nấc nó được giữ bởi lò xo ở ngoài này. Đấy. Các bạn lấy băng keo ra, các bạn kéo ra trước. Xong các bạn kéo cái chốt màu đen ra, xong các bạn cài vào đây. Đó, các bạn cài băng keo lại. Xong các bạn hơi kéo cái cuộn băng keo về đằng sau. Cái động tác này các bạn lưu ý nó khá là tinh tế. Các bạn sẽ lựa cái cạnh. Đấy, các bạn cài xuống dưới nhá. Các bạn lưu ý cài xuống dưới của cái quả lô nhựa này. Đấy. Để làm sao mà băng keo đi từ dưới lên như thế này. Đấy. Các bạn dán tạm lên cái dao này, các bạn xoay về phía thế này. Các bạn xoay về phía này để các bạn xoay về cái phía có hai cái nút vặn để làm sao chúng ta nhìn thấy cái khe bên cạnh dao này. Đó. Chúng ta tiến hành bấm thủ công, các bạn thấy đèn nó đang nháy đỏ. Bởi vì là chúng ta bỏ nắp bảo vệ ra rồi. Chúng ta nhấp từng cái một. Nó vào đúng cái tọa độ mà có thể đưa được băng keo sang là khi mà ngoàm mở hẳn ra. Đây, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy cái phần không gian này, nó hoàn toàn nhìn thấy cái băng keo phía sau, có nghĩa là cái ngoàm nó đã mở. Bởi vì cái ngoàm này nó có thể dịch chuyển được. Này, các bạn thấy không? Nó có thể dịch chuyển được. Cái ngoàm này, ở đây có một cái ngoàm, nó có thể dịch chuyển được, nó giống như là cái hàm của con cá sấu ấy. Đấy. Thì thông thường là nếu như chúng ta bấm tọa độ mà không đúng đấy thì nó dao, thứ nhất dao nó sẽ đóng vào, một cái hành trình của nó là dao đóng, dao mở và ngoàm chưa mở, cho đến khi ngoàm tì băng keo lên đĩa xoay, xong bắt đầu là tì hẳn xuống, xong mở ra thì lúc này ngoài nó mở, nhưng mà chúng ta đưa băng keo qua thì rất là khó, chúng ta ngả lại một chút. Đấy. ở cái tọa độ này thì chúng ta có thể đưa băng keo sang, nhưng tuy nhiên cái tọa độ ấy nó có thể thay đổi khi cái độ ngắn, dài ngắn của băng keo khác nhau. Ví dụ đôi khi các bạn để băng keo khá dài thì khi mà dao đôi khi ngả về cái dao trên và dao dưới nó sẽ ngậm vào, cho nên chúng ta cũng phải lựa, vì đây nó không có một cái quy tắc nào. Nhưng thông thường là chúng ta sẽ lắp băng keo khi dao ngả về đằng sau. Đấy, như thế này.
Còn còn độ dài ngắn của băng keo thì nó sẽ được điều chỉnh bởi cái nút xoay này, nó xoay ở trên là len, thì có nghĩa là chúng ta muốn ngắn lại, chúng ta muốn dài bao nhiêu thì chúng ta xoay cái nút này. Và nút bên phải là wide, có nghĩa là khoảng cách độ rộng, khoảng cách độ rộng của các cái băng keo được dài trên đĩa. Như giờ hiện tại đang để mặc định là 20, tức là cứ hai phân thì là một đoạn. Đấy. Giờ tôi sẽ lắp băng keo vào cho các bạn xem. Chúng ta luồn qua cái khe này nhé, các bạn lưu ý, tôi sẽ các bạn luồn qua cái khe này. Đấy, các bạn kéo vào luồn khe. Khi các bạn làm quen đấy, các bạn rất tiết kiệm, các bạn dán thẳng dán đây, ok. Sau các bạn có thể cắt thử nhé, trước khi các bạn lắp cái nắp bảo vệ này vào, các bạn cắt thử luôn. Ở đây khoảng cách là nó đang rất là gần, chúng ta để xa một chút, xa một chút nào. Các bạn thấy cái khoảng cách chưa? Khi điều chỉnh wide. Và với khoảng cách này là khá là phù hợp. Sau đó chúng ta có thể, trước khi lắp cái nắp bảo vệ vào, chúng ta cũng có thể thử với chế độ tự động bằng cách là chúng ta giữ chặt phím này. Các bạn lưu ý nhé, đèn vẫn đang đỏ này. Các bạn nhấn liên tục. Ok, vậy là tất cả miếng bám dính không có bất cứ một cái vấn đề lỗi gì. Nếu trong trường hợp phần tiếp xúc giữa băng keo và đĩa nó quá hụt, tức là quá ngắn ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn có thể điều chỉnh cái nút. Các bạn lấy tô vít bốn cạnh để các bạn thông qua cái ở đây có một cái lỗ. Đấy. Các bạn đưa lên. Thông thường thì các bạn sẽ điều chỉnh cái dao này. Đấy, cái điều chỉnh các bạn sẽ kéo cái dao này lên. Các bạn sẽ đeo. Các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn kéo cái thì cái tọa độ của nó. Thì nó nằm ngay dưới này. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái con vít này. Điều chỉnh con vít này. Chúng ta đẩy vào bên trong. Chúng ta càng đẩy vào bên trong thì cái phần băng keo dán lên đĩa nó sẽ càng sâu hơn. Ví dụ các bạn đẩy các bạn điều chỉnh cái con vít này thì là cái ngoàm dao nó sẽ đưa sâu vào, thì phần băng keo này nó đang là ở cái khoảng cách này thì nó sẽ ăn sâu ở đây. Đó, đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để khi mà các bạn chỉnh thì băng keo nó sẽ bám dính hơn. Vì mức độ của băng keo thì có những băng keo thì độ bám dính cao, một số băng keo thì độ bám dính thấp. Vì vậy thì chúng ta cũng phải lựa băng keo nào phù hợp. Vì nhiều khi băng keo quá chắc như là băng keo 3M hoặc là băng keo nickel thì các bạn nếu mà để mà dán sâu vào như này thì đôi khi cái người thao tác ấy, hoặc là người công nhân làm việc ở trên dây chuyền ấy sẽ cảm thấy khó khăn khi mà lấy băng keo với thời gian làm việc dài sẽ thấy rất là mỏi tay, và thậm chí là nhiều khi là hay phản ứng là bóc khó. Vì vậy để tăng năng suất thì tất cả những cái yếu tố đó chúng ta cũng còn phải tính đến, làm sao mà nó vừa phải thôi, để khi mà lấy nó rất là nhẹ nhàng. Đây là một số cái vấn đề cần lưu ý. Sau khi chúng ta đã thiết lập xong xuôi hết mọi cái rồi, chúng ta bây giờ có thể đẩy cái nắp bảo vệ lại. Đấy, đèn chuyển sang màu xanh. Đấy, xin mời các bạn được cái này. Ở đây có một cái chi tiết nữa mà tôi quên mất. Đây, các bạn sau khi mà các bạn cài băng keo này vào đây rồi ấy, ở đây nó có một cái cần gạt. Cần gạt này là để ép cái cuộn băng keo. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó ép băng keo lại. Ép băng keo lại để cho băng keo này nó không bị xô lệch nhiều. Nhưng mà tuy nhiên các bạn để một chút dung sai nhé. Các bạn để một chút dung sai nó khoảng 1-2 ly thôi. Để làm sao mà nó không tạo ra lực cản. Vì nhiều khi các bạn, vì nếu không ấy, nếu các bạn mà siết chặt quá, cài chặt quá thì băng keo này nó sẽ bị giữ lại,
và lúc đấy cái băng keo này nó kéo có thể nó sẽ bị đứt phần này hoặc là nó sẽ tuột. Chúng ta lắp lại thử nhé. Ở đây các bạn thấy tại sao nó dừng không? Bởi vì ở đây nó có cái mắt cảm biến đang nằm ở đây. Chúng ta chuyển mắt cảm biến xa ra một chút thì băng keo nó sẽ cắt đến đây. Nếu như mà chúng ta muốn mà cảm biến cắt đúng một vòng thì các bạn sẽ đây, các bạn lưu ý đây. Lưu ý cái mắt. Các bạn lưu ý khi mà các bạn muốn chỉnh cái con ốc này để cho cái ngoằm nó đi sâu hơn một chút đấy, thì các bạn sẽ phải vặn hết ngược lại để cho cái dao nó có thể ngả đủ. Đây, nó có thể ngả đủ về đằng sau. Thì lúc này cái tọa độ của cái vít ấy nó nằm đúng cái lỗ màu đen này. Thì lúc này chúng ta bắt đầu tiến hành chỉnh. Đây. Các bạn lưu ý, tôi sẽ đặt gần cho các bạn xem. Vít này nó nằm đúng tọa độ luôn. Ở cái góc độ này thì nó hơi khó nhìn. Tôi sẽ vặn siết vào một chút. Ok. Sau đó tôi lại điều chỉnh lại độ dài băng keo. Sau khi hoàn tất các cái công đoạn đó, bây giờ tôi lại lắp lại cái băng keo này. Làm đúng quy trình như vừa rồi. Mở thêm một chút nữa mình. Chúng ta lắp làm sao mà cho nó thẳng băng keo này. Ok. Ở đây các bạn lưu ý nó có một cái cần gạt này nhé. Đây, cần gạt là nó sẽ ăn vào đúng cái rãnh này của cái trục lô này. Các bạn bấm một cái thì nó sẽ đẩy tì vào đây luôn. Đấy, ok. Bây giờ tiến hành cắt nhé. Đó, các bạn thấy băng keo nó ăn sâu vào hơn không? Đấy. Ok. Giờ chúng ta có thể đậy nắp bảo vệ lên rồi. Như vậy là buổi hướng dẫn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khách và các bạn đã theo dõi.